ra đường không có lý do chính đáng. Khi được nhắc nhở, lại có lời lẽ xúc phạm, một thanh niên đã bị cơ quan chức năng xử phạt 4 triệu đồng. Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đang tự cãi nhau với cán bộ kiểm soát dịch. Trong khi nam thanh niên liên tục có những lời lẽ xúc phạm, thái độ bất hợp tác, thì cán bộ này hết sức kiên nhẫn, giải thích cho bằng được do địa phương đang giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị 16 nên đề nghị được kiểm tra giấy tờ đi đường. Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết sự việc xảy ra trên địa bàn. Nam thanh niên này chưa đủ 18 tuổi, quê tại Phú Thọ, mới đến phường Thanh Xuân Nam trọ hơn một tuần nay. Người này đã bị xử phạt 3 lỗi. Thứ nhất là ra đường không có lý do chính đáng. Thứ hai là có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Và cuối cùng là không đội mũ bảo hiểm, không có bằng lái xe khi ra đường. Mời anh đứng lên.